Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá Hot nơi cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và thú vị nhất đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính đáng chú ý có trong ngày. Bốc thăm bóng đá Nam SEA Games 32, U22 Việt Nam đón cú hích lớn, huấn luyện viên Chua Dơ nhận liên tiếp tin vui. Trực tiếp lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá Nam SEA Games 32 diễn ra tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Huấn luyện viên Philip Chua Dơ nhận một loạt tin vui thưa quý vị. Ban tổ chức SEA Games và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã có quyết định về việc phân chia hạt giống để bốc thăm các môn bóng đá nam, nữ Busan tại SEA Games 32. Theo đó với thành tích vô địch tại hai kỳ SEA Games liên tiếp 2019, 2022, đội tuyển U22 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng nhóm với U22 Việt Nam là U22 Campuchia, đội chủ nhà của kỳ SEA Games năm nay. Nhóm hạt giống số 2 bao gồm U22 Indonesia và U22 Thái Lan. Theo đó thì Indonesia giành huy chương bạc SEA game 30 và huy chương đồng SEA game 31, thì Thái Lan đoạt huy chương bạc SEA game 31. Ngoài ra, nhóm hạt giống số 3 là U22 Myanmar và U22 Malaysia, còn lại 4 đội là U22 Singapore, U22 Lào, U22 Philippines và U22 Timor-Leste thuộc nhóm hạt giống số 4. SEA game 32 năm nay có 10 trên 11 nước trong khu vực cho môn bóng đá nam. Ngoại trừ Brunei không tham dự, thì 10 đội tuyển còn lại được chia thành hai bảng, mỗi bảng có 5 đội. Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm, hai đội nhất nhì mỗi bảng vào bán kết tranh huy chương. U22 Campuchia là chủ nhà sẽ nằm ở bảng A, còn U22 Việt Nam nằm ở bảng B. Các trận đấu sẽ được tổ chức trên các sân vận động gồm có sân Olympic sức chứa 70.000 chỗ ngồi, sân quốc gia Morodok Techo 60.000 chỗ ngồi, sân quân đội Hoàng gia 20.000 chỗ ngồi và sân Prince 15.000 chỗ ngồi. Năm nay những đội bóng lớn trong khu vực như là Thái Lan, Indonesia hay Malaysia đều mang theo quyết tâm lật đổ sự thống trị của U22 Việt Nam với hai lần lên ngôi liên tiếp. Bên cạnh đó thì đội chủ nhà Campuchia cũng đang nổi lên như một ứng cử viên nặng ký. Để hướng tới Đại hội thể thao Đông Nam Á 2023, đội bóng xứ chùa tháp đã dày công chuẩn bị từ cách đây hơn 10 năm. Rõ ràng với sự đầu tư kỹ lưỡng như vậy, cùng với lợi thế sân nhà U22 Campuchia sẽ là một kẻ ngáng đường khó chịu với bất kỳ đội bóng nào muốn giành ngôi vô địch. Với những gì đang diễn ra, quả thực nhiệm vụ bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 32 của huấn luyện viên Chua Dư khó càng thêm khó. Ở giải U23 quốc tế 2023, đội bóng trong tay nhà cầm quân người Pháp đã chơi không tốt khi toàn thua sau 3 trận và xếp hạng 10 trên 10. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là giải đấu giao hữu, không mang nặng thành tích và là nơi để huấn luyện viên Chozer thực hiện những thử nghiệm về con người và lối chơi. Nhưng SEA Games thì hoàn toàn khác. Đây là giải đấu chính thức và U22 Việt Nam có nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch. Quan trọng hơn đây cũng là bước chạy đà để bóng đá Việt Nam hướng tới mục tiêu tranh vé dự World Cup 2026 và cơ hội để huấn luyện viên Chozer lấy niềm tin từ người hâm mộ nước nhà. Chính vì vậy, vị chiến lược gia người Pháp sẽ không được phép sai lầm. Để làm được điều đó, trước tiên huấn luyện viên Chua giờ sẽ cần phải có sự chuẩn bị thật kỹ cả về mặt con người, chiến thuật hay tâm lý. Kết thúc giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023 tại Qatar, đội tuyển U23 Việt Nam hiện đã trả quân về cho các đội bóng để tham dự trên hai mặt trận là V-League 2023 và Cúp Quốc gia 2023. Dự kiến huấn luyện viên Philip Chuzer và học trò sẽ hội quân trở lại vào trung tuần tháng 4 nhằm củng cố nhân sự, chiến thuật hướng tới SEA Games 32. Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đây có lẽ là kỳ SEA Game để lại nhiều bất an nhất kể từ năm 2019. U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Sơ thi đấu kém hiệu quả tại giải U23 quốc tế 2023 mới diễn ra ở Qatar. Đoàn quân áo đỏ thua cả 3 trận, thủng lưới 7 lần, không ghi được bàn nào và đứng cuối cùng trong số 10 đội tham dự. Đây cũng là giải đấu đầu tiên nhà cầm quân người Pháp ra mắt giới mộ điệu trong vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam lẫn U23 Việt Nam. Về mặt lý thuyết, việc thất bại ở một giải đấu giao hữu mang tính thử nghiệm không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng người hâm mộ, giới chuyên môn vẫn có quyền yêu cầu nhiều hơn từ huấn luyện viên chưa giờ và các học trò. Thế nên không khó hiểu khi xuất hiện những chỉ trích nhắm vào ông thầy sinh năm 1955 từ chính cổ động viên Việt Nam. Báo chí khu vực, thậm chí một số tờ báo trong nước cũng đưa ra nhận định, bình luận tiêu cực về tương lai của cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản. Chính bởi vậy, không cần nói ai cũng hiểu, Ông Chua Dơ đang phải đối mặt với áp lực lớn từ dư luận. Điều này cũng dễ hiểu bởi 5 năm qua, U23 Việt Nam lẫn đội tuyển quốc gia Việt Nam đều có những thành tích xuất sắc. Ngoài việc không đạt kết quả như kỳ vọng, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Chua Dơ cũng chưa cho thấy sự nhịp nhàng trong cách vận hành chiến thuật. Đội bóng áo đỏ được hướng theo triết lý kiểm soát bóng, tấn công nhưng lại thường tỏ ra vội vàng ở những tình huống ở 1 phần 3 cuối sân. Bên cạnh đó thì hàng thủ của U23 Việt Nam để lộ quá nhiều khoảng trống, trong khi các cá nhân thì liên tiếp mắc sai lầm. Huấn luyện viên chưa giờ vẫn tự tin đang đưa các học trò đi đúng hướng trước thời điểm tranh tài ở SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 tới đây. Nhưng nhìn vào những gì đang diễn ra, người hâm mộ có lý do để lo lắng. Nên kiên nhẫn với thầy Pháp. Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng việc U23 Việt Nam chơi thiếu thuyết phục tại giải đấu vừa qua không khiến ông bất ngờ, bởi ở v league không đội bóng nào đá theo cách tương tự là phát triển bóng từ phần sân nhà. Bản thân các đội tuyển nhiều năm qua cũng đá phòng ngự phản công, chính bởi vậy cầu thủ bỡ ngỡ, chậm bắt nhịp cũng là điều dễ hiểu. Đó là chưa kể, lứa U23 hiện tại có nhiều vị trí chưa đảm bảo yêu cầu. Từ suy nghĩ đó, bình luận viên Quang Huy nhận định, việc thua 3 trận đấu, trong đó có hai trận trước đối thủ mạnh hơn, không phải là vấn đề quá nghiêm trọng với U23 Việt Nam. Bình luận viên Quang Huy chia sẻ Thời huấn luyện viên Calisto cầm quân ở đội tuyển Việt Nam, chúng ta từng có 10 trận thua liên tiếp, nhưng rồi sau đó lần đầu tiên vô địch AFF Cup. Kỳ vọng của người hâm mộ là một điều dễ hiểu, nhưng không nên vì thế mà tạo áp lực lên huấn luyện viên chưa giờ. Cầu thủ và huấn luyện viên chưa giờ cần thời gian để hiểu nhau hơn, làm việc ăn ý hơn. Cùng quan điểm như vậy, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng nhấn mạnh đội tuyển U23 Việt Nam đang trong quá trình thay đổi lối chơi, nhân sự cũng nhiều yếu tố mới nên không thể một sớm một chiều mà trở thành một tập thể mạnh và gắn kết. Ông Hùng còn phân tích, triết lý kiểm soát bóng, tổ chức lối chơi từ phần sân nhà mà huấn luyện viên chưa Dơ đang theo đuổi là xu hướng của bóng đá thế giới. Ông chia sẻ, chúng ta không cần nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn hai đội tuyển Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ thấy họ chơi khoa học, bài bản ra sao. Điểm chung là họ chú trọng vào việc phát triển bóng từ vị trí thủ môn. Với cầu thủ Việt Nam vốn nhỏ con, kỹ thuật tốt, nhưng thể lực còn hạn chế thì việc phối hợp theo từng nhóm nhỏ tạo thành các khối chiến thuật trên sân là hợp lý chứ không có gì phải bàn cãi. Việc còn lại chỉ là ông chưa dơ làm sao để truyền đạt ý tưởng của mình cho học trò, giúp họ trở thành những mắt xích trơn tru trong bộ máy đang hoàn thiện. Huấn luyện viên Thái Lan đánh giá Campuchia mạnh hơn Việt Nam ở SEA Games 32. Lý do được Isara Sritaro nêu là ngán đội chủ nhà. Do đó, huấn luyện viên Thái Lan mong gặp Campuchia hơn Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 32. Huấn luyện viên Isara Sritaro sợ bị trọng tài OF nếu hai đội gặp nhau ở bán kết. Huấn luyện viên Isara Sritaro nói, Chúng tôi cần chuẩn bị vì luôn có vấn đề với trọng tài khi thi đấu ở nước ngoài. Thực sự tôi muốn gặp chủ nhà Campuchia ở vòng bảng. Tôi nghĩ sẽ không có lợi cho Thái Lan nếu gặp Campuchia ở bán kết. Huấn luyện viên Isari Sritaro nói về lễ bốc thăm vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 32 như vậy. Quan điểm trên có thể thấy, huấn luyện viên Isara Sritaro muốn gặp Việt Nam tại bán kết thay vì đụng chủ nhà Campuchia. Bởi trường hợp nằm trung bảng với Campuchia thì Thái Lan dễ gặp Việt Nam tại bán kết SEA Games 32. Trong khi đó, huấn luyện viên U22 Indonesia nhận xét Việt Nam sẽ yếu khi huấn luyện viên Park Hang Seo rời đi. Ông Indra Jafri nói trên tờ Bola của Indonesia. Huấn luyện viên Park Hang Seo thực sự là đối thủ của chúng tôi. Tôi đã vài lần đối đầu với ông ấy. Tôi cũng đã trao đổi với ông ấy và ông ấy đã quyết định không dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Lễ bốc thăm môn bóng đá và bóng truyền diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia. Thái Lan không thể vào nhóm hạt giống số 1 bởi Việt Nam có hai lần vô địch và Campuchia thì là chủ nhà của SEA Games 32. Có nghĩa là Thái Lan sẽ gặp Việt Nam hoặc Campuchia tại vòng bảng. Như vậy là huấn luyện viên Isara Sritaro nói thì cần gặp đội chủ nhà để tránh tại bán kết. SEA Games 32 đã công bố chủ nhà Campuchia vào nhóm hạt giống số 1. Nhóm hạt giống số 2 gồm có Indonesia và Thái Lan. Nhóm thứ ba là Myanmar và Malaysia. Nhóm cuối cùng có 4 đội là Singapore, Lào, Philippines và Timor-Leste. Theo ban tổ chức, SEA Games 32 sẽ khởi tranh từ tháng 5 năm 2023. Trong đó, môn bóng đá nam và nữ sẽ diễn ra sớm hơn một tuần, từ ngày 29 tháng 4. Tuy nhiên, lịch bốc thăm chia bảng hiện vẫn chưa được chủ nhà Campuchia công bố. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị để lại dưới phần bình luận của video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Quý vị cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ kênh Bóng Đá Hot. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.